theo đề án khai thác quỹ đất, tạo nguồn thu từ đất phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh cho giai đoạn 2024-2025 và định hướng đến năm 2030, tỉnh Bình Dương dự kiến sẽ đấu giá 117 khu đất với tổng diện tích 22.202 ha. Trong đó, riêng năm 2024, địa phương này sẽ tổ chức đấu giá 8 lô đất có vị trí đắc địa có tổng giá trị lên đến 6.700 tỷ đồng. Vậy, cụ thể những lô đất này nằm ở đâu? Hãy cùng tìm hiểu trong video này nhé! Theo báo VN Economy, mới đây đã diễn ra kỳ họp thứ 16 Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Dương khóa 10 về các giải pháp để khai thác hiệu quả hơn nữa nguồn thu từ đất phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Tại kỳ họp này, ông Ngô Quang Sự, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương, hiện nay Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương đang xem xét phê duyệt đề án khai thác quỹ đất tạo nguồn thu từ đất phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh cho giai đoạn 2024-2025 và định hướng đến năm 2030. Theo đó, đề án gồm 117 khu đất với tổng diện tích 22.202 ha trên địa bàn 9 trên 9 huyện, thành phố. Việc lựa chọn nhà đầu tư được thực hiện theo hai cơ chế, đấu giá quyền sử dụng đất và đấu thầu dự án đầu tư có sử dụng đất. Theo nội dung đề án, Bình Dương sẽ thiết lập tạo quỹ đất từ các nguồn như đất trụ sở cơ quan nhà nước không còn hoạt động, đất do địa phương quản lý, đất thu hồi từ doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa, quản lý, sắp xếp lại đất có nguồn gốc cá nhân, tổ chức đang sử dụng dự kiến thu hồi theo quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển khu đô thị. Theo kế hoạch, trong năm 2024, tỉnh Bình Dương có kế hoạch bán đấu giá 8 khu đất có tổng diện tích khoảng 284 ha với nguồn thu dự kiến từ việc đấu giá là hơn 6.700 tỷ đồng. Vậy, thông tin cụ thể về những khu đất này ra sao? Hãy cùng xem tiếp video để được biết nhé! Theo Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương, hiện nay có một khu đất nằm trong 8 khu đất trên tại xã An Thái, huyện Phú Giáo đã được đưa ra khỏi kế hoạch đấu giá đất do đã giao cho Ủy ban Nhân dân huyện quản lý sử dụng phù hợp nhu cầu địa phương. Còn lại 7 khu đất sẽ đấu giá đất tạo nguồn thu phát triển kinh tế xã hội gồm khu đất thu hồi của công ty Sobesco tại thành phố Bến Cát, khu đất thu hồi của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cao su Dầu Tiếng tại thành phố Bến Cát và huyện Dầu Tiếng. Tiếp theo là khu đất là trụ sở cũ của Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Dầu Một, khu đất thu hồi của công ty trách nhiệm hữu hạn San Miguel Pure Foods Việt Nam tại huyện Bào Bàng, khu đất thu hồi của công ty cổ phần sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu Tấn Lợi tại thành phố Thủ Dầu Một. Còn lại là hai khu đất thu hồi của công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại Đông Hòa và công ty trách nhiệm hữu hạn Khánh Hiệp tại thành phố Tân Uyên. Ông Sự cho biết thêm, Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Dương đã chỉ đạo Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh chủ động làm dự thảo phương án đấu giá quyền sử dụng đất đối với các khu đất theo kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2024. Tuy nhiên, tỉnh cũng đang gặp một số khó khăn nhất định như sự đồng bộ, thống nhất giữa các quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch đô thị, quy hoạch vùng. Tiến độ thực hiện công tác lập quy hoạch chi tiết 1/500 khu đất còn chậm. Điều này dẫn đến, tại thời điểm hiện nay, chưa tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất của khu đất nào nên có thể ảnh hưởng đến tiến độ, kế hoạch nguồn thu nộp vào ngân sách của tỉnh năm 2024. Do đó, Sở kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố sớm hoàn chỉnh công tác lập, điều chỉnh, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 các khu đất được giao. Cũng tại kỳ họp này, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương đã trả lời chất vấn về việc tồn đọng nhiều hồ sơ chưa giải quyết được do chưa có giá đất cụ thể. Ông Sự cho biết, để phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, Sở đã tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành quyết định số 1392 trên QĐ UBND ngày 1 tháng 6, 2023, ủy quyền Ủy ban Nhân dân cấp huyện tổ chức xây dựng, thẩm định và phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất, thu tiền sử dụng đất khi giao đất tái định cư đối với các công trình, dự án, trong đó có các công trình điện, đường dây và các trạm biến áp. Theo đó, từ ngày 1 tháng 6, 2023, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố đã chủ động trong việc xem xét phê duyệt giao đất cụ thể, phục vụ công tác bồi thường, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các công trình, dự án trên địa bàn cấp huyện. Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh, ngày càng nhiều công trình, dự án cần phải xác định giao đất cụ thể, nhưng số lượng đơn vị tư vấn xác định giá đất cụ thể đủ khả năng cung ứng dịch vụ cho tỉnh rất hạn chế, dẫn đến thời gian hoàn thành chứng thư định giá của đơn vị tư vấn kéo dài. Hiện Sở đang tham mưu trình Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định một số các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất trong việc xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh theo trình tự thủ tục rút gọn nhằm đẩy nhanh tiến độ trong việc xây dựng, thẩm định và phê duyệt giá đất cụ thể để tính nghĩa vụ tài chính cho các doanh nghiệp và đơn giá đất để bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thực hiện các công trình, dự án phát triển kinh tế xã hội. Trên cơ sở kế thừa những nội dung còn phù hợp của quy định cũ, tham khảo quy định của các tỉnh, thành phố đã xây dựng và nghiên cứu các điểm mới của luật đất đai năm 2024,
Nghị định số 71/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 2024 của Chính phủ. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương đang khẩn trương triển khai dự thảo quy định một số yếu tố ước tính doanh thu, chi phí theo phương pháp thặng dư và các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất khi xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Bình Dương để lấy ý kiến của các sở ngành, địa phương và các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh. Bạn đánh giá như thế nào về tiềm năng của các lô đất mà tỉnh Bình Dương sẽ đấu giá trong năm nay? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn ở dưới video để mọi người cùng biết. Và đừng quên nhấn like, share và ấn subscribe kênh để theo dõi những thông tin mới nhất về thị trường tài chính bất động sản nhé. Xoay quanh thông tin về thị trường bất động sản Bình Dương, chúng tôi đã sản xuất nhiều video liên quan. Nội dung chi tiết được đính kèm ở phần mô tả và cuối video này. Quý vị và các bạn hãy nhấn vào đường link để xem thêm nhé. Theo mô hình của Savills, căn hộ dưới 3 tỷ đồng được xem là bình dân ở thành phố Hồ Chí Minh, phù hợp khả năng chi trả của đại đa số người dân. Tuy nhiên, nguồn cung này đang ngày càng hạn chế, chỉ chiếm 18% nguồn cung sơ cấp nửa đầu năm và chủ yếu nằm cách trung tâm thành phố trên 10 km. Đáng nói, chưa đến 5% nguồn cung trong 3 năm tới có giá dưới 3 tỷ đồng. Trong bối cảnh nhu cầu nhà ở ngày càng tăng, đơn vị này cho biết đã có sự dịch chuyển nguồn cầu ra các khu vực lân cận. Để xem nội dung cụ thể ra sao, quý khán giả hãy theo dõi tiếp video sau đây nhé. Thời gian gần đây, chúng tôi nhận thấy người mua căn hộ ở Bình Dương chủ yếu đang sinh sống, học tập và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh với mong muốn có nhà ở giá rẻ và có thể kết nối thuận tiện đến thành phố Hồ Chí Minh. Bà Giang Huỳnh, giám đốc nghiên cứu và S22M tại Savills Việt Nam chia sẻ, tính chung 6 tháng đầu năm nay, Savills ghi nhận người mua thành phố Hồ Chí Minh chiếm tới 80% giao dịch tại các dự án căn hộ mới ở Bình Dương. Đặc biệt, phần lớn trong đó là nhu cầu mua ở thực với các căn hộ diện tích vừa phải, giá trên dưới 30 triệu đồng một mét vuông. Báo cáo của DKRA cũng cho thấy Bình Dương đóng góp gần 40% nguồn cung căn hộ sơ cấp cho khu vực phía Nam trong 6 tháng đầu năm nay. Giá bán thấp nhất là 31 triệu đồng một mét vuông, cao nhất 59 triệu đồng một mét vuông. Trong đó giao dịch tập trung ở những sản phẩm trong tầm giá 30 đến 35 triệu đồng một mét vuông. Phần lớn ở các dự án đã hoàn thiện pháp lý, tiến độ xây dựng nhanh chóng, thuận tiện kết nối về trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. DKRA cho biết, mặc dù hiện tại thị trường thành phố Hồ Chí Minh vẫn có những căn hộ cũ đã bàn giao nhiều năm với giá dưới 2 tỷ đồng. Theo bà Giang Huỳnh, người mua còn quan tâm đến tiến độ thanh toán. Nếu chọn căn hộ cũ dưới 2 tỷ ở thành phố Hồ Chí Minh, người mua phải trả hết một lần, đòi hỏi số tiền tích lũy lớn hoặc vay ngân hàng với lãi suất khá cao. Còn với căn hộ sơ cấp, người mua được thanh toán theo tiến độ kéo dài. Nhiều dự án còn có chính sách thanh toán rất ưu đãi. Nhưng nguồn cung mới giá bình dân chỉ tập trung ở Bình Dương, bà phân tích. Trong khi đó, với người mua đầu tư, Bình Dương cũng là một lựa chọn phù hợp khi có những nguồn cung chất lượng do các chủ đầu tư nước ngoài triển khai, nhưng giá bán chỉ dao động phổ biến trong khoảng từ 40 đến 50 triệu đồng một mét vuông. Thực tế, bà Nguyễn Thị Thanh Thảo, giám đốc kinh doanh và tiếp thị tại Phú Đông Group cho biết, tại một dự án ở thành phố Dĩ An, Bình Dương mà doanh nghiệp sắp bàn giao vào quý 4 2024, giỏ hàng sơ cấp còn rất ít. Mỗi tuần bình quân chốt được 5 căn, có những tuần lên đến 10 căn. Đại đa số người mua làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh, bà nhấn mạnh. Ông Nguyễn Thành Hiếu, giám đốc kinh doanh Vạn Xuân Group cũng ghi nhận xu hướng ly tâm khi người mua xem xét đến việc đi xa hơn để chọn được các sản phẩm phù hợp với túi tiền, với mục tiêu là các căn hộ có giá trên dưới 2,5 tỷ đồng. Chiếm tỷ lệ cao nhất là người trẻ mới lập gia đình hoặc dự định lập gia đình, ưu tiên các yếu tố như tiện ích, giá bán, không phân biệt đó là sản phẩm sơ cấp hay thứ cấp. Các dự án ở khu vực có kết nối giao thông thuận lợi, tương lai có thêm đường lớn hoặc mở rộng trục giao thông chính kết nối thành phố Hồ Chí Minh, tuyến metro, vành đai, cao tốc là ưu thế, ông Hiếu nhìn nhận.